Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả các bác yêu âm thanh trên toàn quốc. Hôm nay em lại lên video là ngày giới thiệu lại các bác và anh em ba con nọc. Đến từ Nhật Bản nhá. Còn nọc Nhật thôi. Em nào cũng đẹp xuất sắc cả. Và xin giới thiệu về anh em và các bác con nọc mà tinh nick NHG90 đẹp xuất sắc nha. Đèn mưa rơi nói chung là rất đẹp, âm sắc nó rất là ngọt. Em này nó là em tích lích GA90 này thì chạy đa cầu điện nhá, chạy cả điện 220 nói chung là các bác dùng nói chung nó thoải mái, không phải nổi nguồn. Và tiếp thứ hai là em lọc Victor SE là ngày M770 nhá. Em này nói chung là nổi tiếng lắm này, quá nhiều bác là săn lùng mà không có hàng này. Em này nó có cả voodoo nằm dài nhá. Em nói chỉnh bằng phím điện tử rồi, muốn bên 7 phím chỉnh cho ra các giải nha. Của em nó từ 63 Hz cho đến 16 Hz KZ nha. Đấy, nên là em chỉnh giải rất xuống rất sâu. Đèn mưa đèn nháy mưa rơi rất đẹp này. Cơ chỉnh có cả volume chỉnh đèn nha. Qua lọc không qua lọc này. Đấy. Mặt gương nhá, này để mấy em săn xui 77 extra ấy, 767 nở extra này đi, nói chung là quá là đẹp rồi. Đấy, nó đúng combo luôn. Và tiếp thứ ba là em Pioneer. Đấy, em này nó quá nổi tiếng rồi. Toàn những em hôm nay toàn những em hoa hồng này, đẹp lắm. Pioneer đó là SG300 nhá. Này nó là mặt phay nhôm trắng. Size của em này là size 42. 7 cần gạt cho một kênh nhá, 14 cần chỉnh cho cả hai kênh. Em này mà để cùng với lại các Pioneer 7800 mắc đôi, 7800 chôn rồi 8800, 8900 nói chung là đều là quang vừa khít nhá. Rất đẹp, mặt trắng như là ngày trứng gà bóc ấy. Bác cứ nhìn thấy chứ gà bóc nào nó trắng như thế, đẹp không tì vết. Sử dụng một điện 100V. Muốn em TDX GA90 này là sử dụng đa cầu điện ra. Còn hai em trên này nó là điện 100V. Em TDX này là đèn rất mưa rơi rất đẹp. Mà mấy em này mà chúng ta xem luôn những cái này là mấy em này là đều là size 43 nhá. Em mở báo giá luôn cho anh em tham khảo và lựa chọn nhá. Em Technic GA90 này. Em đang bán là 4 triệu đồng. Đấy. Một em Technic GA90 này đẹp xuất sắc như này. Đấy. Máy zin nguyên bản, bao zin bao đẹp cho các bác và anh em chơi. Đấy. Và em Victor SE-M770 này. Em này nổi tiếng, em này thì nhiều bác ngoài năm nay mà không có hàng. Có cả volume nằm dài luôn. Em này thì ông bà là ngày bán cho các bác là 6.500.000 đồng nha, đằng này để cho các bác chơi. Nói chung là con này lúc hiếm lắm, có tiền không mua được cơ. Ở quan Pioneer SG300 này thì bán với giá 4.200.000 đồng. Đấy. Cho các bác và anh em về chơi ghép cùng với lại các cái dòng Omni Pioneer cho nó cùng combo. Ba em đẹp xuất sắc. Nay mới về được ba con này, nâu lắm rồi.
xin được nghe nhá. Chào tất cả các bác và anh em. Đấy, anh em và các bác quan tâm đến em Ngọc nào thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, giá thì em đã báo công khai và các bác lựa chọn. Đấy. Đây số điện thoại anh em này. Anh em xin dừng video nhé. Chào tất cả các bác, hẹn anh em và các bác video tiếp theo.